A về Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện học. tại nghe về danh Xin chào các em, cô rất vui được gặp lại các em trong bài học tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Ở các bài học trước thì mình đã được tìm hiểu về Getting Started, Closer Look 1 and 2 và phần Communication Ở video này chúng ta sẽ chuyển sang phần skills và đó là skills 1, kỹ năng đọc và kỹ năng nói. Các em có thể quan sát một cách sơ bộ thì kỹ năng đọc ngày hôm nay của chúng mình bao gồm có bài tập số 1, 2 và 3. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đi giải quyết từng bài tập. Yêu cầu của bài tập số 1 đó là chúng mình hãy đọc nhanh bài đọc và nối cái tiêu đề với từng cái đoạn văn tương ứng ở bên dưới. Chúng mình có ba tiêu đề màu xanh và ba đoạn văn đang được in ở màu vàng đúng không nhỉ? Rồi, trước tiên thì mình sẽ cùng tìm hiểu xem là ba cái headings này nó có nghĩa là gì. Số 1, just the right amount. Có nghĩa là cái số liệu chính xác. Tiêu đề số 2, what is a calorie? Calo là gì? Và số 3, an view một cái quan điểm của một chuyên gia Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang phần tìm hiểu nội dung của các đoạn văn để nối nó với cái heading các em nhé Đoạn văn A này We need calories or energy to do the things we do every day Walking, riding a bike and even sleeping We get calories from the food we eat If we eat too many, we can get fat If we don't eat enough, we we'll feel tired and weak. Chúng ta cần calo hoặc năng lượng để làm những cái công việc hàng ngày, ví dụ như là đi bộ, đi xe đạp hoặc thậm chí là ngủ. Chúng ta hấp thụ calo từ đồ ăn mà chúng ta ăn. Nếu chúng ta ăn quá nhiều thì chúng ta sẽ béo. Nếu như chúng ta ăn không đủ thì chúng ta sẽ cảm thấy mệt và yếu. Đối với cái đoạn văn A này thì thông tin đang nói về giới thiệu calo là đúng không nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ nối đoạn A với heading số 2. Heading số 2. Đoạn văn B. People should have between 1600 and 2500 calories a day to stay in shape. Sports like riding a bike and running use of calories, sleeping and watching TV use less. Do you think you are eating more or less calories than you need? Đoạn B mình dịch như sau này. Chúng ta mỗi người cần nên nạp khoảng 1600 đến 2500 calo mỗi ngày để có vóc dáng cân đối. Những môn thể thao và hoạt động ví dụ như đạp xe, hoặc là chạy bộ thì sử dụng rất nhiều calo, ngủ và xem tivi thì tiêu thụ ít calo hơn. Bạn nghĩ rằng bạn đang nạp nhiều hay là ít calo hơn mức cần thiết? Ta thấy đoạn văn B này có rất là nhiều những cái con số đúng không nhỉ? Như vậy là nó nói đến cái amount. Đó. Vậy thì đoạn văn B mình sẽ nối với heading số 1 cái số lượng chính xác Và đoạn văn C thì đương nhiên chúng ta sẽ nối với heading còn lại Đó là số 3, cái quan điểm của một chuyên gia Thì mình sẽ cùng tìm hiểu nội dung của đoạn C nhé Dr. Dan Law is a diet expert He knows exactly how much people need to eat So many people listen to his advice His calorie tips eat less strong food and count your calories if you are becoming fat. Bác sĩ Dan Lo là một chuyên gia dinh dưỡng, ông ấy biết chính xác con người cần ăn bao nhiêu là đủ. Vì thế, rất nhiều người nghe theo lời khuyên của ông ấy. Lời khuyên về calo của ông ấy sao? Đó chính là ăn ít đồ ăn vặt hơn và tính lượng calo của bạn nếu bạn cảm thấy mình béo lên. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong yêu cầu của bài tập số 1. Bây giờ thì mình sẽ cùng đến với bài tập số 2 ở bên dưới. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta là tìm những từ hoặc cụm từ sau đây trong bài văn, thảo luận về ý nghĩa của mỗi từ hoặc cụm từ với một người bạn học, sau đó kiểm tra ý nghĩa của chúng. Ở bên dưới sách giáo khoa yêu cầu chúng mình là năm từ đúng không nhỉ? Chúng mình phải tìm xem năm từ đó nó ở chỗ nào trong cái bài văn bên trên sau đó thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu là nghĩa của năm cái từ hoặc cụm từ đó là gì từ đầu tiên đó là diet chúng ta sẽ tìm thấy từ diet nó nằm ở đoạn văn c đây dòng đầu tiên của đoạn văn c diet và cái từ diet này chúng ta có thể ghi chú giúp cô nó có nghĩa là cái chế độ ăn rồi chúng mình sẽ chú thích vào đây giúp cô đó là chế độ ăn Từ số 2, expert. Từ này chúng mình cũng thấy nó xuất hiện ở trong đoạn văn C và nó cùng với dòng của diet. Đây. Expert. Từ này thì cô cũng đã giải thích cho chúng ta ngay từ đầu bài tập số 1 rồi, nó có nghĩa là chuyên gia. Từ số 3, đó là tip từ này chúng mình cũng thấy nó xuất hiện ở đoạn c đây nó nằm ở dòng thứ tư từ dưới lên các em ạ và từ này nó có nghĩa là lời khuyên hoặc là một cái chúng ta gọi là một cái lời đề nghị chẳng hạn đó nôm na nó là như thế các em nhé thế thì mình sẽ ghi ở đây đó là một cái mẹo một cái bí quyết tiếp tục mình có junk food. À từ này thì chúng ta rất quen thuộc rồi đúng không nhỉ? Và nó cũng xuất hiện ở trong đoạn C các em ạ. Nó nằm ở dòng số 3 từ dưới lên. Từ này thì có nghĩa là đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt. Và từ cuối cùng, stay in shape. Stay in shape thì chúng ta hiểu là gì giữ thân hình cân đối khỏe mạnh nó giống như cái từ to keep fit mà chúng ta học rồi đấy và cái từ này thì nó xuất hiện ở đâu nhỉ Chúng ta sẽ cùng tìm nhé. Từ này nó xuất hiện ở đoạn B kem ạ. Và nó nằm ở dòng số 3 và dòng số 4. Chúng ta thấy ở đây. to stay in shape. Được chưa nhỉ? Đó. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ôn tập lại năm từ và cụm từ này một chút đã nhé. Đầu tiên ta có diet là chế độ ăn. Thứ hai, expert là chuyên gia. Thứ ba, tip là bí quyết. Thứ tư, junk food là đồ ăn vặt. Thứ năm, stay in shape là giữ cho thân hình cân đối khỏe mạnh. Chúng ta chuyển sang bài tập số 3. Yêu cầu của bài tập số 3 đó là trả lời các câu hỏi. Chúng ta có 5 câu hỏi và 5 câu hỏi này chính là 5 câu hỏi về cái bài đọc ở bài tập số 1 các em ạ. Bây giờ thì mình sẽ cùng tìm hiểu từng câu hỏi và đi tìm câu trả lời cho nó. Question number one, what is a calorie? Calo là gì? À, để biết calo là gì thì chúng ta sẽ nhìn vào cái đoạn văn có heading là calo là gì đúng không nhỉ? Và đó chính là đoạn văn A. Và ở đoạn văn A thì người ta nói là gì? Chúng ta cần calo và năng lượng cho các cái hoạt động hàng ngày. Như vậy chúng ta có thể nói calo là gì? Calo là một dạng năng lượng mà giúp cho chúng ta thực hiện được những cái hoạt động hàng ngày của mình. Câu số 1 ta trả lời như sau. It is energy that helps us to do everyday activities. All right. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 2. What happens when we have too many calories? Điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta có quá nhiều calo? Để nói về chuyện nhiều hay ít thì mình sẽ nghĩ đến những con số, nghĩ đến số liệu đúng không nhỉ? Và đó chính là đoạn văn B. Ở đoạn văn B, hãy nhìn cho cô. Xem là chúng ta có thấy cái thông tin đó hay không? Thì nếu như các em đọc các em sẽ không thấy nó ở đoạn văn B. Vì vậy chúng mình sẽ chuyển sang đoạn văn A hoặc là đoạn văn C. Mình sẽ tìm trước ở đoạn văn A. Ở đoạn văn A thì ở câu cuối cùng mình có nói là gì? If we eat too many, we can get fat. À như vậy, nếu chúng ta ăn quá nhiều chúng ta càng có nhiều calo đúng không? Vậy khi chúng ta hấp thụ calo nhiều quá thì chúng ta sẽ bị béo. Câu số 2 ta trả lời như sau. If we eat too many calories We can get fat Câu số 3 What is a healthy number of calories per day? Số lượng calo cần hàng ngày để có một cơ thể khỏe mạnh là gì? À câu hỏi này thì chắc chắn nó ở đoạn B rồi đúng không nhỉ? Và cụ thể thông tin nó nằm ở ngay câu đầu tiên luôn. People should have between 1600 and 2500 calories a day to stay in shape. Con người thì nên có khoảng 1600 đến 2500 calo mỗi ngày để có một thân hình cân đối khỏe mạnh. Câu số 3 chúng ta sẽ trả lời như sau. People should have between calories a day to stay in shape. Ok. Câu hỏi số 4. Which activity use a lot of calories? Những cái hoạt động nào thì sử dụng nhiều calo? Thông tin nó tiếp tục nằm ở câu B và nó nằm ở ngay câu bên dưới các em ạ. Đó chính là gì? Sports like riding a bike and running use a lot of calories những cái hoạt động thể thao ví dụ như đạp xe hay là chạy bộ thì tiêu tốn rất là nhiều calo. Câu số 4. sports like riding a bike and running. Okay. Câu hỏi số 5. Câu hỏi cuối cùng của bài tập số 3. Why do people listen to Dr. Law's advice? Tại sao người ta lại nghe theo cái sự khuyên bảo của Tiến sĩ Law? Nhắc đến Tiến sĩ Law chúng ta nhắc đến đoạn văn C. Ở đoạn văn C thì người ta có nói là ông Dr. Law này là một chuyên gia dinh dưỡng. Ông ấy biết uh, rất rõ về cái việc là con người cần bao nhiêu cần ăn bao nhiêu vì vậy mọi người rất là tin tưởng ông ấy đúng không nhỉ và đó cũng chính là câu trả lời cho câu số 5 chúng ta sẽ viết như sau ngắn gọn đó là because he is a diet expert ok như vậy là mình đã hoàn thành xong 5 câu hỏi của bài tập số 3 cô sẽ dành cho các em một chút thời gian khoảng nửa phút để chúng ta có thể soát lại bài Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Sau khi đã kết thúc ba bài tập của phần reading thì chúng mình sẽ đến với kỹ năng speaking. Các em có thể quan sát thấy kỹ năng speaking của ngày hôm nay thì mình cũng có ba bài tập là like bài 4, bài 5 và bài 6. Bài tập số 4 như sau, look at the table and discuss the following questions. Hãy nhìn vào bảng và thảo luận những câu hỏi sau đây. Question number 1. Why do you think some activities use more calories than others? Bạn nghĩ là tại sao một số cái hoạt động lại sử dụng nhiều calo hơn là những hoạt động khác? Câu hỏi số 2. Which activity uses more calories? Gardening or walking? cái hoạt động nào thì tốn nhiều calo hơn, làm vườn hay là đi dạo? Question number three. How many calories do you use doing aerobics for two hours? Bạn sử dụng bao nhiêu calo để tập thể dục nhịp điệu trong vòng 2 tiếng, 2 giờ đồng hồ? Question number four. What do you think happens when we have too few calories but use too many calories bạn nghĩ là điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta nạp quá ít calo nhưng lại sử dụng quá nhiều thì đó là nội dung của bốn câu hỏi bây giờ thì chúng mình sẽ nhìn xuống bên dưới cái phần bảng chúng ta có các cái thông số các cái số liệu về các hoạt động cũng như là số calo mà nó tiêu tốn mỗi giờ Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại câu hỏi đầu tiên xem câu hỏi đầu tiên là gì nhá. Tại sao em lại nghĩ là một số những cái hoạt động thì tiêu tốn nhiều calo hơn một số những cái hoạt động khác? Thì cái câu trả lời cho câu số 1 này nó phụ thuộc toàn bộ vào các em. Các em nghĩ như thế nào thì chúng mình sẽ trả lời như thế. Đi chưa nhỉ? Chúng ta sẽ đến với câu số 2. Hoạt động nào thì tốn nhiều calo hơn? làm vườn hay là đi dạo. Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng mình có thể nhìn xuống bảng bên dưới và phân tích nó một chút. Chúng ta có đi dạo tốn 230 calo 1 giờ, còn làm vườn thì tốn 275 calo 1 giờ. Như vậy, câu trả lời cho câu hỏi số 2 sẽ là gardening. Chúng ta sẽ check note vào đây nhé. Câu số 2 Đáp án của chúng ta là gardening. Câu hỏi số 3. How many calories do you use doing aerobics for 2 hours? Tập thể dục nhịp điệu trong 2 giờ thì tốn bao nhiêu calo? Hãy nhìn thông tin ở bảng bên dưới. Ta thấy hoạt động aerobics chiếm 330 calo mỗi giờ. Như vậy 2 giờ thì chúng ta sẽ nhân đôi lên đó là 660 calo. Ok. Ở câu hỏi số 4, người ta hỏi rằng là gì? Em nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nạp quá ít calo nhưng lại sử dụng quá nhiều? À Việc chúng ta nạp quá ít mà sử dụng quá nhiều thì ai cũng biết là nó sẽ gây nên cái ảnh hưởng đến sức khỏe đúng không nhỉ? Và cái việc đầu tiên mà chúng ta có thể cảm nhận được đó là sự yếu ớt, sự mệt mỏi trong cơ thể của chúng ta. Và câu số 4 thì mình có thể viết như sau. We will feel weak and đó thì đây cũng là cái câu trả lời tham khảo cho bài tập số 4 của cô bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bài tập số 5 bài số 5 này thì yêu cầu mình là chọn 2 cho đến 3 hoạt động mà em thích sau đó hãy hoàn thành bảng sau đây về những cái hoạt động đó bảng của chúng mình có 3 cột Cột thứ nhất là tên hoạt động, cột thứ hai là số giờ mỗi ngày mà chúng ta thực hành cái hoạt động đó. Và cột số 3 đó là số calo, có nghĩa là số calo mà chúng ta sẽ tiêu tốn cho cái hoạt động này vào mỗi ngày các em ạ. Thì ở đây cô sẽ lựa chọn ba hoạt động như sau. Thứ nhất đó là sleeping, cái này chắc chắn rồi. Và cô cũng là một người rất thích ngủ nữa. Hoạt động số 2 mà cô sẽ lựa chọn đó là cycling, đạp xe. Và hoạt động số 3 mà cô sẽ lựa chọn đó là walking. Về cái hoạt động ngủ thì cô sẽ dành 8 tiếng một ngày để ngủ các em ạ. Như vậy, số giờ cô sẽ điền 8. Chúng ta đối chiếu lên bảng bên trên thì Mỗi giờ ngủ chúng ta tốn 60 calo Như vậy cô ngủ 8 tiếng thì sẽ tốn là 60 x 8 là 480 calo Cô sẽ điền con số 480 vào đây Tiếp tục hoạt động đạp xe thì cô đạp xe khoảng 30 phút mỗi ngày Như vậy số giờ thì sẽ là 0,5 và số calo mà cô tốn mỗi ngày sẽ là 590 chia đôi có nghĩa là 295 đúng không nhỉ? 295 nếu chưa đúng thì các em có thể sửa lại giúp cô nhé Bởi vì cô tính nhẩm nên là cô cũng chưa chắc chắn lắm với con số này Hoạt động số 3 là hoạt động đi bộ, đi dạo Thì cô dành khoảng 1 tiếng mỗi ngày để đi bộ Bởi vì thường thường khi mà cô đi đến trường, đi đến chỗ làm thì cô sẽ đi bộ hoặc là cô đi xe buýt thì đương nhiên là mình sẽ có một cái quãng đường mình phải đi bộ đúng không? Và tổng một ngày nó sẽ vào khoảng 1 giờ. Và mỗi giờ đi bộ thì mình tốn là 230 calo thì điền luôn vào đây không cần làm phép tính gì hết. Đó, thì cái bài tập số 5 này chúng ta cũng có thể làm tương tự như cô cộng trừ nhân chia để đưa ra được cái kết quả và hoàn thành bảng cho bài tập số 5. Chúng ta cùng đến với bài tập số 6. Yêu cầu của bài tập số 6 đó là chúng ta hãy thuyết trình mô tả cái bảng của mình với cả lớp và cố gắng là khi nói thì bao gồm một số thông tin sau đây. Thứ nhất đó là các cái hoạt động đó là gì này, thứ hai là em làm nó bao lâu mỗi ngày và thứ ba bao nhiêu calo em phải sử dụng để làm những cái hoạt động này. Thì ba cái thông tin này nó chính là thông tin của ba cái cột mà mình vừa làm trên bài tập số 5. Bài tập này cũng vô cùng đơn giản, chúng ta có thể thực hành nói ở trên lớp hoặc là chúng ta tự nói với bản thân mình sau đó ghi âm lại và chúng ta tự nghe lại để rút ra cái kinh nghiệm cho bản thân khi mà mình nói tiếng Anh. Được chưa nhỉ? Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý và lắng nghe của các em đối với bài học. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Của học về sách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt Giách.